Hello mọi người, ngày hôm nay Quế Pepe sẽ làm clip đi chơi vợ con xong đổ quần áo ở VTC nhé mọi người nhá. Đấy thì số tiền này từ fan ủng hộ IPEP mọi người. Đấy ngày hôm nay mình sẽ đưa vợ con ra VTC thì đi mua quần áo cho vợ nhé mọi người, tại vì vợ con không có quần áo nhé mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ đi thôi mọi người. Đi mọi người. Yep. Tới chỗ hết rồi. Bây giờ mình sẽ vào trong chợ thì kiếm một quần áo mọi người. Bé cầm trái cây cho mẹ bé. Mình sẽ vào trong chợ để mình xăm đồ quần áo cho vợ con nhé mọi người nhé. Tại vì ở chỗ đây thì người ta bán cây trái thì cũng rất là nhiều. Ở chỗ chợ thì cái gì cũng nhiều nhé mọi người, không bao giờ thiếu luôn. Bây giờ mình sẽ vào trong đây nhé mọi người nhé. Đấy, ở chỗ đây thì bán quần áo cũng rất là nhiều nhá mọi người. Ai mà muốn mua thì cứ vào chợ xem xe là được. Anh chấp nhận thôi nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
áo về. Vui không chị? Ý là sợ sợ to. Bé này đúng không? Dạ. Bé này. Tập. Em thu lại lên. Đây chắc lại đây chị. Bé được lòng không? Áo con lông này. Áo dài ấy chị. Thì vẽ lên đấy. Lại đây chị ơi. Lại đây á. Áo nào hả? Cho đi. Cho đi đi. Hello mọi người, ngày hôm nay mình đang xăm đồ quần áo cho em bé nha mọi người nha. Đấy, ở chỗ đây thì bán quần áo thì cũng rất là nhiều nha mọi người. Ai mà muốn mua thì cứ chạy vô FTC là vào trong trong chợ đó mọi người nhé. Đấy, ở chỗ đây quần áo thì đẹp hết mọi người nhé. Tầm 95. Tên là thà tôi. Làm gì có chia sẻ về cuộc sống thôi. Chia sẻ ra sau này mình ra thì mình xem lại thôi. Đi. Rồi, bây giờ mình sẽ đi bên kia mọi người. Em có mua thêm quần áo cho em không? Chị có bán một cây này luôn. Có mà chị, bữa nào ghé chị. Em ơi, mua gì mà em? Rồi, bây giờ mình sẽ kiếm cái áo giúp lại anh có thể. Áo lớn mọi người nhé. Anh thích bao nhiêu? Anh thích áo nào hả? Áo bạn, bữa này. Em thử bên nập đi ạ. Ở chỗ đây thì bán quần áo nhiều quá mọi người. Em bao in hả? Là mọi người. Em biết. Mọi người là ai thôi ạ. Bye bye hả? Cho mình thôi, con có rồi á. À, đô đã bọng hả? Đô đã bọng hay là đô bồ như thế này? Ý là áo đi chơi gì nữa. Đó là cái này là dạng đồ bồ này. Con mình thích là áo chung với con Vinh đồ đi chơi thì lại. Đó, để tự cái này. Cái này là đồ dạng bồ lần á. Cái này thích là áo. Áo này thì dài quá, to thì chắc Không biết là nhưng mà mình tổng lại sẽ được sửa rồi. Để hình họa bạn. Màu này đẹp không? Màu nào cũng được hết, tí là bình mặc vừa là được. May ra mình vừa đấy. Mua áo ngắn thôi. Cái hàng này hơi cao nhé. Hàng này 250 một bộ. Hàng này là 150 một bộ. Mạng đây rồi. Mạng và xét luôn. Hàng này không được đấy chị. Lên số đây. Để em được số cho mình thôi. Áo này dài sao vậy? Cái này thì
chắc dài lắm mặc không vừa được. Cái này măng vừa này. Cú này được bao nhiêu tuổi rồi đây? 2 tuổi hả? Ngày hôm nay mình mua quần áo cho vợ với con với IPF nha mọi người. Đây, còn đây là AO vợ nha mọi người nhé. Rồi, ngày hôm nay mình mua cho vợ con rồi. Bây giờ mình sẽ trả tiền cho chị nhé nè mọi người. Ông ở đây đi. Đi nhé chị nhé. Đấy, ngày hôm nay mình mua quần áo rồi, bây giờ mình sẽ ra chỗ chợ thì mình kiếm cái gì thì mình ăn nữa mọi người. Tại vì từ sáng thì mình chưa ăn gì hết thì cũng đói bụng rồi mọi người nhá. Mình sẽ ăn tre tại vì con thì bếp thích ăn tre mọi người. Mình vừa chỗ đây thì mình phải vào trong chợ thì ăn tre luôn. Thank you.
hôm nay mình vào trong chợ thì mua quần áo cho em bé với áo kép vợ nhé mọi người, cùng ăn chè nhé mọi người nhé. Ở chỗ đây thì bán đồ ăn thì không bao giờ thiếu mọi người. Hello mọi người, ngày hôm nay FF đưa vợ con đi mua quần áo ở chỗ Âu Viện nha mọi người nha. Đấy, quần áo của vợ con trong bia rồi mọi người. Đấy thì số tiền của chị đã ủng hộ FF ngày hôm nay mình đi mua được quần áo cho vợ mọi người nha. Đấy. Ngày hôm nay thì mình mua rồi, bây giờ mình sẽ về thôi mọi người nha. FF cảm ơn fan ủng hộ nha, ủng hộ số tiền này xong được quần áo cho gia đình FF. Bây giờ mình sẽ về thôi mọi người nha, kết thúc video tại đây mọi người. Bye bye.